thật tuyệt vời thưa quý vị. Và chúng ta hãy dành cho các thí sinh trong buổi tối ngày hôm nay một tràng pháo tay thật lớn được không quý vị? Vâng ạ, rất là tuyệt vời. Ngày hôm nay có thể nói rằng chúng ta đã chiêm ngưỡng được những bộ áo dài vô cùng tuyệt vời đến từ các thí sinh tại chợ Bình Điền ngày hôm nay thưa quý vị.